Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cư sĩ Trần Hiến cùng Hòa thượng Thích Nguyện Việt trụ trì chùa Liên Hoa. Xin thân ái kính chào quý thiền hữu xa gần của đài Ben 55.2 TV. Trong chương trình Phật pháp và đời sống là đến quý vị mỗi buổi sáng, chúng con cung kính lãnh tại thầy, xin kính mời thầy gửi lời chào đến Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Hòa thượng Hiền Việt, xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương Phật tử. Khán thính giả của đài Ben TV xin kính chào cư sĩ Trần Hiến. Dạ, mô Phật, kính bạch thầy. Hôm nay trong buổi sáng chúng ta có một cái chương trình nói về cái pháp Hai Chi. Thầy nói rằng, nhưng mà mình nói pháp Hai Chi này thì mình sẽ nói về như thế nào. Thì thầy nói trên đời này có hai hạng người khó kiếm. Đó là hạng người tri ân, tức là thi ân, hạng người làm ơn cho người khác mà không có cẩn cầu, không có mong cầu lợi riêng cho mình, và chỉ biết rằng làm ơn mà không có thi ân coi như đôi dép bỏ trong cái 10 điều, trong cái bảo luận bảo vương tam muội. Và có một loại người nữa là loại người tri ân, tức là loại người biết ơn, người ta phải tìm cách để trả ơn. Đó là hai cái hạng người này, là hai hạng người mà khó tìm nhất. Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe để thầy giảng về hai loại người này. Chúng ta thấy rằng hai loại người này là những người tốt, những người làm ơn và người biết ơn, và tất cả đều là những người tốt. Chúng ta cố gắng để nghe thầy giảng và thực thi. Chúng con cung thỉnh thầy. Cảm ơn cư sĩ Trần Hiến. Kính thưa toàn thể chư vị, nhưng mà lâu lâu chúng ta phải nhắc đến là chúng ta rất là tri ân đài Ven TV, ông bà bác sĩ Vũ Bang, cô Bích Ngọc, giám đốc của đài, và các anh chị kỹ thuật. Như chỗ tôi biết, như anh Thảo Nguyễn, anh Đạt, anh Ngọc, cô Như Lê, vân vân. Thì các vị đó cũng đã hết lòng với vấn đề chúng tôi, và chúng ta cũng cùng biết ơn với nhau. Không có các vị khán thính giả mà xem chương trình này thì chương trình này cũng nghĩ từ lâu rồi. Rồi vấn đề chúng tôi cũng chịu khó trong cái sự chia sẻ về Phật pháp. Nói tóm lại, mình hướng về những người đã góp phần trong chương trình này, thì từ ông bà bác sĩ Vũ Bang, cô Bích Ngọc giám đốc đài, anh chị em kỹ thuật của đài, các vị khán thính giả, vấn đề chúng tôi, tất cả chúng ta cần góp phần để duy trì và gìn giữ cái chương trình này, thì chúng ta phải nói rằng chúng ta rất là biết ơn chúng ta đã góp cái phần để duy trì cái chương trình đài này. Hai cái pháp, tuy rằng chỉ có hai pháp, tức là pháp Hai Chi, mà nó đụng đến, có thể nó đã đụng đến cuộc đời của mình nó quá lớn. Đó là cái người thi ăn bất cầu báo, và hạng người khác là được nhận được cái sự giúp đỡ rồi, tinh thần hay vật chất, mà được sự giúp đỡ rồi thì ghi nhận cái sự giúp đỡ đó như là một tấm lòng tốt của ai đó đã đem đến cho mình, và tìm cái cơ hội để thể hiện cái lòng biết ơn của mình cụ thể qua những hành động. Ở trong chuyện này thì chúng ta đã thấy, dù như ông bà nội chúng ta đã tác thành ra cha mình, ông bà ngoại chúng ta đã tác thành ra mẹ mình, và cha mẹ mình sinh ra cuộc đời của mình, rồi mình có mặt thì cũng có trong cái tình thương yêu ngoài cha mẹ, ông bà nội ngoại rồi, còn tình thân yêu trong thân bạn quyến thuộc. Có nghĩa là cái sự giúp đỡ của mình, chỉ giúp đỡ cho sự hiện diện của mình, rồi bạn bè, rồi tất cả mọi người xa và gần. Và trong cái sự liên hệ đó, ngày hôm nay chúng ta sống bước vào thế kỷ thứ 21, cái sự liên hệ mà ràng buộc trong cái tình nghĩa đó nó quá lớn đi, nó rộng rãi, nó mênh mông, cho nên không lạ gì lát nữa chúng ta sẽ nói về cái giáo lý của Đức Phật, nói về gì về những cái ơn mà chúng ta vừa mới điểm xuyến qua một chút đó. Do vậy, trở lại cái người thi ăn á, thật sự ra để tìm một người thi ăn cho đúng nghĩa theo ý nghĩa của Phật pháp á, thì điều đó nó cũng không phải đơn giản đâu. Ví dụ như chúng tôi là cái người xuất gia, chúng tôi làm những chuyện tốt phục vụ hàng ngày như vậy đó, nhưng mà chúng tôi phải cẩn trọng, phải giữ mình, phải môn men theo cái lời khuyên, lời dạy, giáo huấn của Phật pháp, của giáo lý của Đức Phật và giáo lý Đức Phật, và chúng đệ tử của Phật là Tăng Bảo, rồi thầy tổ, rồi huynh đệ chúng tôi, rồi nhắc nhở với nhau, phải nói môn men theo chứ không đơn giản đâu. Đừng nói là mình học Phật pháp là mình làm đúng ngay, không.
có thể mình trồi lên sụt xuống 5 lần 7 lượt. Và cái ngôn ngữ người đời họ nói là ai đã khôn mà chẳng dạy một lần, nhưng mà tôi tin là ai đã khôn mà chẳng dạy dài dài. Thì có nghĩa là tại vì sao vậy? Cái khôn đó là trong cái chuyện đó thôi, nhưng mà quá nhiều những chuyện mình cần phải khôn, có nghĩa là quá nhiều những lần mình sụp đổ, mình gãy đổ, mình không nói chưa tới, làm chưa tới, suy nghĩ chưa tới. Cho nên không phải là ai đã khôn mà chẳng dạy một lần, mà cái này là ai đã khôn mà chẳng dạy dài dài. Do vậy trong ý nghĩa cái sự thi ăn đó, tôi kể các vị câu chuyện, một câu chuyện nghe cũng giật mình, cũng khó chịu lắm chứ không phải đơn giản đâu. Câu chuyện thuyền truyện của Nhật, có ông bà thí chủ nào, người giàu có đó, xây cho một cái thiền viện cho một vị thiền sư mà gia đình hết lòng ủng hộ, do vậy cần thiết để có một cái thiền đường rộng rãi khang trang đủ để ngăn nắng mưa lạnh nóng và tiện nghi cho những người đến học đạo. Thì để cái ngày khánh thành đó, ông bà có mặt đông đảo giữa mọi người á, thì cái vị thiền sư thứ hòa thượng đó ngồi để mà tâm sự nói chuyện á, thì ông bà trong câu chuyện ông bà có ý là chờ đợi vị thiền sư đó nói lên một cái điều gì cho ông bà nghe, ý muốn nói là tán dương, tán thán cái công đức của ông bà, đã không có ông bà thì không có cái thiền viện này. Thì vị thiền sư hòa thượng đó hiểu ý, cho nên hòa thượng đó nói là cái người cho phải cảm ơn người nhận. Ý muốn nói là ông bà thì cái chuyện người cho phải cảm ơn người nhận, thế ông bà cúng dường á thì ông bà phải cảm ơn á, trước hết là hòa thượng đó chứng minh cho, và tất cả đại chúng là những người có nhu cầu, thì do vậy cho nên ông bà và nhu cầu đó, nhu cầu quá tốt để phục vụ cho chúng sinh, phục vụ cho vì Phật pháp, phục vụ cho tha nhân. Như vậy ông bà có được cái cơ hội như vậy á, thì cái đó ông bà phải cảm ơn là hòa thượng, cảm ơn các giới tăng ni Phật tử, những người cần thiết có một cái thiền đường như vậy, cho nên ông bà mới có cơ hội để làm phước cái đó. Cũng chẳng hạn ví dụ bây giờ mình thấy là ví dụ mình có tấm lòng tốt, nhưng mà nếu có cái người cần cái tấm lòng tốt của mình mới thi ăn chứ. Ví dụ như có người muốn ăn ngon, bây giờ mà mình là cái người có thực phẩm, mình là cái người biết nấu, thì như vậy thì cái người có nhu cầu đói và muốn ăn cái món ăn đó thì mình xuống bếp mình cực khổ mình nấu cho họ. Thì trên căn bản mình nói như vậy để bào mòn, để bỏ qua đi cái gọi là cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta đi, bỏ qua cái đó đi thì cái công đức nó mới lớn được. Còn mình dừng lại cái của ta đó, tự nhiên cái công đức nó nhỏ xíu, cái công đức có thể đếm được là 1, 2, 3, 4 đến mà 1 triệu, ngàn, 1 triệu, 1 triệu. Nhưng mà khi cái tâm hồn của mình lớn ra thì tự nhiên cái phước nó lớn bao la ra. Ví dụ như có cái bác này, câu chuyện cũng chuyện vui thôi, mà đến làm cầu siêu cho chồng mình. Nhưng chồng mình á, bình thường sống á, là có nhiều cái hiềm khích với những cái người chung quanh, và người chung quanh cũng đã đi rồi, thì cái người Phật tử đó, thí chủ đó đến làm phước và hồi hướng, thì cái người đó nó hồi hướng cho ai cũng được, nhưng mà đừng có hồi hướng cho đến những người này nè, vì những người này vốn dĩ người chồng á, là của cô ấy, bà ấy, hiện khi còn sống á, là có cái sự hiềm khích, họ không thích với nhau chẳng hạn như vậy. Cho nên khi mà tất cả những thiện sự gì khi mà làm xong rồi á, không, cái chuyện cảm ơn là cái ngôn ngữ đời thường thôi, nó cái cảm ơn nó vô nghĩa. Nó vô nghĩa trong cái đạo nghiệp á, cảm ơn nó vô nghĩa trong đạo nghiệp, như đạo nghiệp, nhưng mà đời thường mình phải cảm ơn á. Không cảm ơn là cái đó mình thiếu, giống như mình thiếu giáo dục vậy. Nhưng mà khi hiểu đạo ra thì cuối cùng ra mình hồi hướng, tức là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, mình và vạn loại chúng sinh đều trọn thành Phật đạo là vậy. Chứ đâu phải nói là cảm ơn A, B, C, thậm chí Phật cũng cần, Phật cần mình cảm ơn nữa đâu. Do vậy cái chỗ là thi ăn á, cái quan trọng ở chỗ là cái người thi ăn mà hiểu được cái ý nghĩa cốt lõi của nó, chính cái chỗ đó là chúng ta gọi là cái phước ba la mật. Cái phước ba la mật, thế nào là phước ba la mật? Tức là mình làm bất cứ chuyện gì đó, mình quên cái ta, cái ngã đi. Mà cái ngôn ngữ bình thường á, nó cũng nửa đời nửa đạo, đó là vô ngã vị tha, selfless giving. Tức là mình bỏ cái ngã mình đi, mình quên cái ngã mình đi. Khi mình nghĩ, mình trụ vào cái ngã của mình, tức là mình có dụng ý rồi. Hãy trụ vào cái ngã của mình, tức là mình có dụng ý rồi. Cho nên mình quên cái ngã mình đi. Do vậy cái người mà gọi là thi ăn này đúng nghĩa trong Phật pháp á, tức đó là mình phục vụ chúng sinh, là cúng dường chư Phật là chỗ đó đó. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình cúng dường chư Phật á, là mình cúng dường để mà thăng hoa cái đạo nghiệp của mình,
để mình sớm đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Và chính cái sự giác ngộ giải thoát đó, mình biết lời nói của mình không còn sai nữa, hành động mình còn sai nữa, tâm ý mình không còn sai nữa, mà mình có từ vô lượng, bi vô lượng, tuệ, trí tuệ vô lượng. Lúc bây giờ mình mới phục vụ, đúng nghĩa là cái chữ phục vụ là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng đó. Do vậy cái thi ăn này, nhưng mà đời thường chúng ta thấy người ta thi ăn cũng thứ nhất là tán thán cái công đức của những người đi phục vụ. Nắng cũng mình thấy họ cũng có mặt đó, mưa họ cũng có mặt đó, bất cứ hoàn cảnh nào. Thậm chí mà chúng ta thấy là ví dụ 911, cái người đau thương nhất mà hình ảnh nó đẹp nhưng mà nó bi thương làm sao đâu. Đó là gần 300 người lính cứu hỏa, hình như gần 300 hay 3000, gần 300 người lính cứu hỏa chết trong cái 911 đó. Lính cứu hỏa là chúng ta thấy trời, họ cái tấm lòng họ phục vụ quá xuất sắc. Nó trong cái đời sống xã hội tổ chức của Hoa Kỳ nè, cái người nào mà có tấm lòng mà người ta thương mấy nhiều nhất, đó là những hình ảnh của những người lính cứu hỏa. Những người lính cứu hỏa là những người lính mà trong mọi người ở trong xã hội này, thì người lính cứu hỏa nhận được cái tấm lòng thương mến có mọi người nhiều nhất. Do vậy đó, họ phục vụ vậy. Nói tóm lại thì mình trở lại là cha mình, mẹ mình, ông bà nội, ông bà ngoại mình, cô dì chú bác, mà nếu phen lên á là chúng ta biết bao nhiêu người giúp đỡ cho mình để có mình cái tấm hình hài này, và mình lớn lên và được giáo dục trong gia đình, được giáo dục ở ngoài, ở trường học, được giáo dục ở xã hội, được giáo dục ở các cái tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, rồi được giáo dục trong vòng tay yêu thương của thân bằng quyến thuộc và vạn loại chúng sinh. Và chúng ta thấy nếu chúng ta bước ra đường mà thời tiết nó không tốt thì nghiệt ngã quá đi, mình cũng khó sống. Cây cỏ không có, dòng nước không có, là không khí sạch không có, không có chim muông để trang điểm cho cuộc đời này, không có những sinh vật ở dưới nước, sinh vật bay trên trời, sinh vật bay trên đi trên đất này kia, vân vân. Tất cả cái đó nó quy tụ lại là chúng ta cảm kích cuộc đời vì có những cái đối tượng đó đã giúp cho mình để trước hết là hình thành cái cuộc sống này, hình hài của mình, và sau đó mình lớn lên và thành công, thành nhân, thành người, vân vân. Tất cả cái đó là rất là xuất sắc. Đó là những người họ làm những điều tốt đó, và chúng ta cứ suy gẫm về những cái điều tốt giữa cuộc đời. Trước hết chúng ta phải tri nhận cái đó đã. Rồi sau đó những người có tín ngưỡng, những người tu Phật ấy, thì tôi thưa với các vị là cái phước ba la mật, tức là phước rời khỏi cái giữ lại, ôm chặt lại cái ta, cái tự ngã của ta và cái của ta. Có nghĩa là cái ta đó là cái ta phiền não, cái ta như thế này, cái ta thế kia, là cái ta đó là ta phiền não. Mà làm sao mà mình phục vụ mà đừng dính vào cái ta để gây phiền não đó, tức là mình trở lại với bản tâm của mình, để mình sống với cái giá trị đó, thì mình mới có cái phước là gọi là phước ba la mật, tức là phước để thăng hoa cái cuộc sống của mình và bào mòn cái tham, cái sân, cái si, mà nó dựa trên cái ta, cái chấp thủ, chấp ngã đó. Cái đó thì mới gọi là cái phước ba la mật. Còn không á thì chúng ta làm phước có phước vậy, hãy gieo nhân gặt quả. Chúng ta bố thí, trong kinh đó là bố thí thực phẩm thì cho sức mạnh, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiền gọi là cho sự an vui, bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, bố thí vật vừa lòng thì hãy sẽ được vật vừa lòng, bố thí chỗ quý trọng thì thường được đi đến nơi quý trọng. Do vậy tức những người nam nữ thí vật quý, thí vật đẹp, thí vật chỗ cao trọng thì sẽ đạt được những cái điều như ý trong cái ý nghĩa như vậy đó. Do vậy rồi bây giờ chúng ta được như vậy, chúng ta phải biết ơn. Mình không biết ơn á, dầu là trong kinh có nói vậy, nhưng bổn phận trách nhiệm của mình là ai làm tốt giữa cuộc đời, làm tốt cho mình, làm tốt cho người khác, mình phải biết ơn. Nhân đây tôi nói một cái câu nói mà cái này là tôi nói cái người đã cùng sống á, đó là ông Phạm Công. Khi mà đầu tháng 3 của năm 2014 ông kêu chúng tôi lên á, bên chùa lên, các vị lên đây để chúng tôi nói về cái chuyện tôi giúp đỡ cho chùa để xây cái hội trường. Dĩ nhiên có câu chuyện mà không tiện để mình nói mình thì giờ có ít, cho nên ông nói là tôi kêu các vị đến để tôi cho mượn. Các vị thấy mà nếu mà tôi làm tốt thì mà các vị không cần thiết phải cảm ơn tôi, nhưng nếu thấy tôi làm tốt thì các vị hãy làm tốt lại cho cuộc đời. Tôi thưa với các vị, ngôn ngữ nam trung bắc gì, rồi người Phật người Chúa gì, nhưng đó là giá trị, chứ không cần thiết phải nói là Chúa hay Phật. Đó là giá trị. Tại vì sao? Mình có điều kiện, mình có sức khỏe, mình sinh ra cuộc đời, mình có phước, sau đó mình mới có của cải, tài sản. Ai cũng muốn làm giàu chứ, đâu phải ai không muốn làm giàu. Nhưng mà làm giàu có được không? Nhưng mà mình như thế nào đó, mình mới có cái phước lớn, mình mới được cái cơ hội để mình có tiền.
Rồi có tiền rồi á, có tiền rồi mình đem cái đồng tiền để phục vụ. Mà phục vụ cái đó thì phục vụ cho chùa mượn có bậc triệu mà nói là các vị không cần thiết phải cảm ơn tôi. Mà nếu tôi thấy tôi làm điều đó tốt thì cứ làm tốt lại cho mọi người thôi. Thì cái đó, đó là một ý nghĩa tôi muốn nhân ở đây, tôi muốn nói lên. Cái đó là cái sự thật ở đời mà mình phải, mình sống trong cuộc đời, và tôi còn sống, anh Hiến còn sống, các vị trong ban hộ trì Tam Bảo chùa còn sống, và ông Phạm Công cũng còn sống đó, và tất cả những người các vị bên ngoài, các vị hiểu hết chúng tôi rồi. Do vậy ở chỗ này mình phải nói là đó, đó là những giá trị đó. Những giá trị đó nó không dựa trên cái mà hậu ý. Mà cái hậu ý của mình nó nhỏ mọn lắm. Cái hậu ý của mỗi người của mình nó nhỏ mọn lắm. Nhưng hướng về cái lý tưởng phục vụ của tôn giáo thì cái lý tưởng nó quá lớn. Qua cái quá lớn thì không, bên Phật thì tôi nói là cái phước đó là cái phước ba la mật. Tức là phước ba la mật là phước thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh. Mà muốn được thành Phật á, mình phải bỏ cái ngã nhỏ mọn của mình đi chứ. Muốn mà được thành Phật được thì mình mới giáo hóa chúng sinh, thoát ly sinh tử luân hồi chứ. Mình y cứ vào cái ta cái ngã mình nó nhỏ mọn, nó vô nghĩa lắm á. Tôi thưa các vị, tôi thẳng thốc tôi phải nói với các vị như vậy. Do vậy rồi mình người được người ta giúp mình rồi mình phải biết ơn. Dầu là cái đó một ly nước, dầu cái đó là ông bà mình nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, cái câu này nó cũng téo lắm. Nhất tự vi sư tức là một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy. Họ dạy mình một chữ thôi cũng là thầy mình, nửa chữ cũng là thầy mình. Nhưng cái chỗ này họ diễn dịch nên là nhất gọi là tạo tự vi sư mà bán tự vi sư, tức là xây chùa cũng sư mà bán chùa cũng sư, sư đó là thầy đó. Cái đó là chuyện vui vậy thôi. Do vậy mình phải biết tri ân, không có lý do gì mà mình không tri ân những người đã giúp mình hết á. Nhưng mà nó oái âm thay, các ngài và các vị oái âm thay trong cái việc nó là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Cái câu đó nó cũng lạ đời lắm, mà đó là một sự thật nữa chứ. Nó lạ đời nhưng nó là một sự thật chứ. Tôi thưa với các vị ngài và các vị coi đi. Ngay cả coi mình xét lại con người của mỗi người của mình coi. Ví dụ bây giờ 10 cái điều tốt mà ai đó giúp cho mình hết 8 cái điều tốt rồi. Còn 2 điều kia họ, lý do sao họ không làm được. Cái tự nhiên mình buồn phiền. Mình buồn phiền, cha mình không giúp mình, mẹ mình không giúp mình, anh mình giúp gì, chị mình giúp mình, bạn mình giúp gì mình, cho nên mình buồn phiền. Thì cái mình buồn phiền á tự nhiên là gọi là no mất ngon giận mất khôn, mình buồn phiền lấy rồi á, thì coi như 8 điều tốt mà họ làm cho mình á, bây giờ mình coi giống như không có gì, mình còn làm khó khăn lại những người đã cứu giúp mình nữa. Do vậy cái chỗ đó là cái tâm tình, đó là tâm tình ở giữa chúng ta. Chúng ta phải cố gắng, cái sự tri ân nó quan trọng. Mà tri ân lên nữa là nếu mà trong kinh Phật nó là tri ân Tam Bảo, tri ân cha mẹ, tri ân quốc gia, tức là những cái vị lãnh đạo quốc gia, mà nó nôm na là những người đã đem để giữ bờ cõi cho mình để yên tâm yên thân để mà mình sống yên đó. Rồi cảm ơn cảm ơn trời vạn loại chúng sinh đã có cái cộng đồng để cho mình sống bình sự bình an. Cho nên cái cảm ơn thầy tổ, cảm ơn quốc gia, các vị lãnh đạo quốc gia, cảm ơn thân bằng quyến thuộc, cảm ơn thầy tổ, cảm ơn chúng sinh, vân vân. Xin mời anh Hiến thưa anh. Dạ, thầy vừa giảng chúng ta nghe qua hai chi pháp, pháp hai chi thì chúng ta thấy rằng có hai hạng người để mà nói rằng rất là khó tìm. Đó là hai hạng người, một người là thi ân, tức là làm ơn cho người khác. Mà thi ân bất cầu báo, tức là làm ơn mà không cần người ta phải báo đáp cho mình. Hạng người này là bố thí ba la mật, tức là không cần thiết phải cho người ta biết ơn mình, mà cũng chẳng đòi hỏi gì ở cái việc mình làm ơn của mình. Chỉ biết cho ra mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Thì những hạng người này chúng ta thấy nên học hỏi, mình ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống của mình. Tức là mình ứng dụng cái việc thi ân này để mình học, mình làm sao để mình làm cũng làm phước, làm báo, làm đức, làm nghĩa là làm tất cả những việc tốt đẹp cho người khác, cho tha nhân, mà mình không đòi hỏi người ta phải biết ơn mình, cũng không đòi hỏi một cái quyền lợi nào trở lui, tức là có feedback gì cho mình. Tất cả mọi thứ mình chỉ biết có làm tốt cho cuộc đời thôi. Thành ra người ta thường hay nói là phải hy hiến cuộc đời đó cho tha nhân và cho đạo pháp cũng như cho dân tộc đó, ở chỗ đó. Và cái một loại người nữa tức là biết ơn, tức là tri ân đó. Tức là loại người này
biết ơn người khác, người ta đã làm ơn cho mình và luôn luôn biết ơn và muốn báo đáp. Cũng giống như người Việt chúng ta trong cái bão kỳ vừa qua đó, khi mà mình bão Katrina tới những người Louisiana thì chúng ta là những người Việt tị nạn, thì không có phân biệt là cứu giúp người Việt hay là người nào, chúng ta đến nước này cưu mang chúng ta biết ơn, và khi có dịp trả ơn là chúng ta cùng nhau đều làm một việc từ thiện, tức là quyên góp làm để giúp đỡ, để mà tri ân những người đó, tức là những người bị nạn và những người Hoa Kỳ, những người Việt Nam hay anh Philippines cũng vậy. Chúng ta những người Việt chịu ơn của đồng bào đất nước Phi, thành ra khi có cơ hội là chúng ta báo đáp. Và cũng ở trên làn sóng này, Đài Ven TV chúng tôi cũng như Thầy Viện Việt và tất cả cộng đồng cũng đã mời gọi, kêu gọi tất cả cùng nhau đóng góp để mình làm cái việc từ thiện đó. Tức là mình báo ơn cho người ta, mình trả ơn cho đồng bào Phi, cho đất nước Phi. Vì vậy đó là một cái ơn, một cái gọi là một cái mẫu người khó tìm. Bởi vì biết tri ân người khác mà không đòi hỏi. Vậy thì làm người hãy biết tri ân và phải biết thi ơn. Đó là cái điều mà chúng ta cần học hỏi trong cái bài pháp này. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.